bánh nó dở đi. Lá cẩm như cái gì đổ vô cái gỗ mà sao nó cũng chui mấy cái lá này qua được. Nó lọt lên nhiều quá thế. Cháo luôn, cháo lá cẩm. Còn hai cái ghế nốt nhá, thu dẹp chiến trường cho đi về đấy cho ăn, bắt đầu cho lại đi rồi. Vâng. Rồi, quay. Anh thành con trai ông nào hôm nay chưa thằng nào uống mồm luôn. Bốn đẹp, đầy đuổi. Như người lớn rồi.
Cảm thấy được là nó được thế cũng nó quấy được. Vẫn quay này. Đang quay thì nói làm gì? Anh biết tao đang quay. Để cái khác đi, quay lại cái khác. Cũng nói nữa làm gì? Kia ít đấy, định làm thử cái ăn xem nó thế nào. Ruột ở đây là sao? Càng ngày làm càng đẹp. Bún tét, lá cẩm, trứng muối. Cái 25 tỷ. Rất là. Cái này hơn chỗ kia. Dạ, nó đẹp sao đâu. Dày như vậy nó hơn.
thêm 2 viên rồi à? Cái kia có 2 viên rồi. Cái nào cũng dùng không bao giờ bừa bãi, cái nào cũng có trọng này. Từ xưa đi chuyện này, cứ mỗi bệnh viện là 2 cái trọng.